game này là phải game nhịn nhục thôi, game kỹ năng mấy anh em ơi, game phải quýnh từ từ à. Tôi đang xài con màn 720, tôi đang quýnh con boss này đó, thôi không không đủ thừa, không lý do. Không đủ thừa, không lý do mấy anh em ơi. Không sao, không đủ thừa. Màn là do tôi nghèo. Quýnh không được là do tôi gà. Đâu rồi? Ai vậy? Cút chuyện à. Chết mẹ, hết nước luôn rồi, hết nước rồi, chết mẹ rồi, giờ hết nước rồi. Khao lại rồi anh trai ơi, cho em thở. Ui. Ui. Trai ơi, mình xuống dưới mình quýnh được không? Em không biết quýnh nó trên sao mấy anh trai ơi. Mình xuống dưới đây được không? Anh trai ơi, mình bự quá. Cái lòng anh nó nhiều. Ui. Trời ơi, ui. Ôi, anh trai ơi, bình tĩnh anh trai ơi. Mình xuống dưới đây được không? Ông bạn ơi, ông bạn xuống dưới đây được không? Ui. Con mẹ mày. Ơ cha. Chỉ một lần duy nhất. Đúng một lần duy nhất. Chicken. Đúng một lần duy nhất. Trời ơi mẹ. Thằng nào nói tao quýnh không nổi con sói vậy? Thằng nào đâu? Ở kia. Thằng nào nói tao ăn thành con sói vậy? Trời ơi, vô chưa gì. Anh nói vô chưa gì. Tụi nó kêu là quýnh con boss một thế này rồi. Anh quýnh con sói, anh quýnh con boss hai. Anh quýnh sao? Trời ơi. Quýnh con boss này nó dễ quá gất rồi. Tiếp tục. Chết. Em có biến thành con sói được không vậy? Rồi để chết nhiệm vụ ẩn cái mấy anh ơi. Cũng sắp tắt thở luôn rồi. Tôi cần tên thôi. Để cho thử kéo dựng vụ ẩn xung quanh không. Không mấy anh em ơi, bình thường. Không được quyền gáy mấy anh em, vừa rồi được quyền gáy mấy anh em một lượt duy nhất luôn. Bảo đảm mấy ông nào chơi con game này chả ăn hành chết một số đó 2-3 lần, chỉ có mình tôi quýnh được thôi. Mình kênh chat vô người bảo đảm vô quýnh con sói này chết với 2-3 lần. Quýnh cái game này phải đi chết cốt truyện mới nè. Đâu phải đi chết mấy map xung quanh đây để kiếm đồ. Thủ địa hiện lên. Ôi mày. À ăn vô sử dụng sinh lực à. À tăng máu à, tăng được chút máu à. Sao nãy mình chạy thẳng vô đây để mình, à nãy mình quýnh con sói mới vô đây được. Tối quá. Không, mấy bạn lên đây mấy bạn nói gì chả được. Ai mà tin, tôi người thật việc thật chứ mấy bạn nói gì ai mà tin.
vô mấy bạn kêu ổng quýnh con bố ngọt, ổng quýnh kêu gì, giờ vô gặp con sói ổng quýnh sao được. Trời ơi, hết hả? Anh nâng cấp đồ gì nữa không? Chưa cho mua vũ khí à? Chưa có vũ khí à mấy anh em? Chưa có vũ khí à? Ủa chưa có vũ khí à? Chừng nào mới có vũ khí mấy anh em? À cái này là lắp vô tăng chí mạng nè. À này lắp 4 bộ. Ông này đi chứ bộ mấy anh em, mình đang đi bộ này, mình đang đi đồ chứ bộ rồi. Đang đi đồ chứ bộ rồi. Không, riêng tôi là phải cần vũ khí nha, phải cần vũ khí mấy em ơi. Tăng cơ hội chí mạng. Ồ, có thể lực này đi. Người kêu nâng côn, người kêu nâng thể lực, xong mà nó nhiều cái năng quá vậy. Ủa tôi đi đúng đường vậy ta? À đi xuống đây. Nâng xong một nhánh rồi, nâng xong một nhánh bỏ công 1 đi 3. Là ủa cái này reset lại được rồi, giờ nâng lại nâng reset cái tu hành này sao? Bây giờ reset cái tu hành này reset sao để nâng lại nâng sao, là nâng làm theo mấy niệm mà nâng sao? Làm sao để thu hồi? Qua chỗ cắm nhang rồi nâng sao đâu, rồi thắp cây nhang thụ địa cho con reset skill tu hành, rồi sao nữa, về cái miếu rồi sao nữa, về cái miếu rồi sao nữa, ở giữa thanh bên trái full rồi đi tiếp. Sao reset skill sao? Dùng linh quan điển, thấy đúng không? Rồi ok. Không cần nâng mấy cái này luôn hả? Này phải nâng một điểm lên chứ. Này phải nâng một hai điểm lên cái này chứ. Côn đúng không mà. Côn nhánh nào? Đâu côn nhánh nào? Côn đúng không? Phách côn đúng không? Nâng nhánh nào? Nâng nhánh nào mà múa may quay cuồng đồ lực nhất? Phách côn. Nhưng mà nhánh nào á, có hai nhánh lượng, nó có hai nhánh lượng á. Phách côn nhưng mà nhánh nào? Nhánh trái hay nhánh phải? Nhánh trái hay nhánh phải? Đấy à. Vua một đòn trọng côn khi kết hợp sử dụng kinh côn với khí lực cho phép thiên mệnh nhân thực hiện phá công thức thiên mệnh, có thể phá côn. Đội tấn công với địch đang lao tới. Vừa chạy vừa tụ lực. Cái chiêu này né được đam boss luôn không, ghê vậy. Rồi phong con cước tùy boss, mỗi con boss một skill à. Ủa đâu cho mở đâu, phải mở là thứ hai.
Sau khi đánh trúng đối thủ bằng đòn phá công thức, tiếp tục dùng chậm côn tiêu hao khí lực kích hoạt thiên côn giáng. Mỗi chiêu thức sẽ giảm lượng thể lực tiêu hao dùng chậm côn. 6 điểm rồi. Thì đâu chuột phải không à. Mỗi cấp độ chiêu thức sẽ giảm sát thương gánh chịu đáng kể khi vung đòn chậm côn. Cơ bản à. À V này là chữ V. Rồi. Ok. Qua cơ bản võ công hàng 1. Võ công hàng 1 đây luôn hả? Full hàng 1 luôn à. Rồi ok. Thôi cái này đi, sau này kệ cấp năm sau mấy anh em, giờ đầu mình cứ cơ bản thôi, mình không cần lệ thuộc chút cái này nhiều đâu. Cấp giờ đầu mình yếu mà. Cấp giờ đầu mình yếu mà mọi người, nên là cứ đi farm thôi. Ủa nâng lên cái thế mạnh hơn luôn rồi. Lượm cái này để làm gì, lượm nhiều vậy? Sinh lực với phách côn. Sinh lực với phách côn, ôi, nhìn đoán à. À, tụi nó quýnh lộn. Trời ơi, à, nói chuyện à. Trời ơi, tụi nó vô đơn luôn chứ. Nhìn thấy không phải là yêu cầu của đây. Mọi người cũng là bài nạ Hei Feng Đại Vương. 听我一言，这黑熊外强中干，靠不住的。你还是趁早离了此处才好。你的。哦，听得。南无，南无。安，gần tay du ký không? Không. Những cái khoảnh khắc mà tay du ký. Người ta ngồi ở nhà, người ta coi tay du khí. Thì lúc đó tôi ở tiệm net. Tôi phải cùng anh em song pha mẹ những trận Dota mẹ. Cuộc chiến tranh giành mẹ địa vị giữa các vị thần. Tôi phải sinh tồn trong rừng. Tôi không có cơ hội để ngồi coi tay du khí vào lúc 5 giờ chiều mỗi ngày. Không có một quá khứ thì cả tốt đẹp cho mấy bạn. Cho nên là kể từ đó tôi không biết gì về anh Ngủ Không. Nhưng bây giờ đã khác. Bây giờ tôi đang hành trình tìm hiểu danh Ngủ Không. Mọi người yên tâm. Hết rồi hả? Vậy thôi hả? Không, đâu cần hiểu đâu. Viewer hiểu là được. Viewer giờ này viewer xem qua YouTube hết rồi. Viewer hiểu cái cần gì giải thích đâu mấy em. Viewer hiểu giờ này tôi chơi game trễ rồi mà. Tôi chơi sau một tuần luôn rồi. Giờ hàng trăm, hàng chục người người ta phá đảo rồi mọi người. Hàng trăm hàng chục người người ta phá đảo rồi. Tôi chơi lại rồi chứ mấy em coi cốt truyện hết rồi. Bữa giờ cốt truyện ầm ầm hết rồi mấy em. Đây còn nhiệm vụ ẩn nữa không, chết cho hết. Mà thật sự nha, mà thật sự là cái nút nhảy á, là chơi trên máy, tôi không biết là máy tính mấy em setting cái nút nhảy sao, chứ bây giờ trên PC nút nhảy hơi khó nha. Thực sự, ủa cái con game này nút nhảy nó có thực sự cần thiết không mấy anh em? Con game này thực sự nút nhảy nó có cần thiết không? Tại vì cái nút nhảy của nó là nút control, mà cái nút nó gần với cái nút alt win. Không cần hả? Không phải ý là cái nút nhảy nó có cần thiết không thì tôi chỉnh lại làm cho đủ rồi vậy thôi, không cần. Thì tôi sợ nhiều lúc nút nhảy nó cần thiết, mà cái nút nhảy bấm hơi khó mấy anh em. Nút nhảy hơi khó à. Tại vì lúc nãy là nó là nút control bấm khó lắm. Khó hả? Đủ nút nhảy cái nút control nè, mẹ để sau này setting cái nút khác. Tại vì nút nhảy trong đây nó là nút control, nó bấm hơi kẹt phím à. À mấy con này nổ ra dính độc. Ui. À, biết rồi ngày hôm qua con này tôi đề phòng rồi. Ôi. Con mẹ mày. Con cấp ngày qua tao biết rồi, ngày qua tôi đề phòng rồi.
chiêu mặt đất thì phải nhảy. Tiếc kìa ha, thật sự tôi sorry mọi người nha, là tôi chơi đây chất lượng nó đẹp lắm mà mọi người đang coi cái chất lượng nó hơi lõ, thật sự là sorry mọi người, nhưng mà tôi do tôi không biết chỉnh OBS hay là do cái màn hình nó lõ mọi người. Thật sự của tôi đẹp lắm, tôi coi trên đây là của tôi có đẹp lắm mọi người, tôi thấy từng chân tơ kỹ tóc của Ngũ Không luôn, nhưng mà chất lượng OBS lên cái màn hình để cho mọi người coi thì thật sự nó rất tệ mọi người. Ở trên đây đồ họa của tôi đẹp lắm, tôi đang coi trực tiếp trên đây đẹp lắm nhưng mà xuất đồ họa 1080 cho mọi người nó chỉ được tới nhiêu đây thôi, mọi người thông cảm. Mọi người, tôi chỉ lên được tới đó thôi mọi người. Các bạn đừng ép tôi nữa, nhiều bạn kêu đi mua màn hình 2K đi 7 triệu thôi. Ôi ôi thuốc nhiều quá vậy, độc trưởng tán, thanh trưởng tán, bồi lực hoàng. Mấy sau này tôi mua thuốc tôi chích thôi mấy em. Ông cốt chuyện thì tôi biết rồi, cốt chuyện thì tôi coi sơ qua tôi biết rồi. Cái gì vậy? Sao quái càng ngày càng trâu vậy ta? Bây giờ tôi chạy xuống tôi biết uống miếng nước kìa. Tôi nào có thì ấy mới đi. Rồi nước cam má quên rồi, sáng nước cam pha một bình nước cam xong quên uống luôn nè, sáng ngồi live xong quên uống nước cam luôn, nguyên một bình nước cam bỏ nguyên luôn. Mà sáng ngồi live xong rồi quên uống nước cam luôn, nguyên một bình nước cam bỏ không luôn. Đâu cái bình hồi sáng, cái bình hồi sáng anh em, cái bình tôi pha hồi sáng, sáng tôi like á. Hồi sáng tôi like á, xong rồi tôi like qua bên main á, xong rồi tôi pha bình nước cam, xong rồi tôi quên uống. Hồi sáng rồi. Ủa sao cứ mỗi lần mà vô. Ủa đi đâu nữa ta? Ai đây? Sao lại còn có một kẻ phàm phu ở đây? Lu Sang có từng thấy những cái vũ trụ của cô hồn, linh hồn bất tán, phù ở không trung. Khế chi, cái đồ hồ lô không trung dụng. Chuẩn bị gắn skill con boss đầu to. Tôi có một pháp, có thể thao túng cô hồn, quy quyền phản chân, với anh, bị có giúp đỡ. Đây hả? Quay lại chỗ thủ địa đúng không rồi? 这才像样，不能装天，却可渡人。当去吃面，早入轮回。继承天命，你我无非都是这。Nào, quay lại hút không? Có quay lại không? Làm sao tự hút? Quay lại không? Mà chưa gì có cái con người không ai người đứng trước mặt tôi luôn vậy. Ai có tự hút không? Có quay về hút quá. Không cần luôn hả? Ơi, con này nó có độc. Ui, con mẹ mày chơi mà độc. Ôi con này nó có độc,
Ôi. Có thuốc dễ đập không? Thanh lương tán, đập chuẩn tán. Ờ. Có nhiệm vụ gì không? Không. Lại thổ địa tương tác đi hả? À chỗ này đâu có thổ địa đâu, chưa có thổ địa. À. Thì mấy mà binh. Ôi cha. Rồi. Chưa, chỗ này chưa có thổ địa, chỗ này chưa có thổ địa. Chạy lên tiếng lượng đó. Ở đây có nhiệm vụ ẩn không? Thường có đường đi kiểu gì chả có nhiệm vụ ẩn. Kiểu gì chả có nhiệm vụ ẩn đúng không? Ui, con cóc. Mày. Ôi cốc chặt. Ôi trời ơi. Mềm vậy, mềm dữ hả mẹ. Gì cộng 23, cái gì cộng 23, chưa gì cộng 23 là sao? Chưa gì đi kêu cộng 23, giỡn hoài. Chưa gì mà kêu cộng thêm rồi, đi nữa à. Nhiệm vụ ẩn à. Hết chưa? Hôm nay còn cái gì không? Ủa sao mình đi một hồi có khi nào mình lạc không vậy? Ủa phan, mình đi có khi nào mình đi một hồi mình lạc luôn không vậy? Vậy mày. Ui gõ nghe kiến cái muốn nghe cũng sám hối luôn. Mát động dưới vậy. Đi nhiều lúc sợ bị lạc luôn á. Đi hồi mà em đéo biết đi đâu. Đi hồi đéo biết đi đâu luôn á. Ờ nó lại phun từ mẹ con đĩ chó này nó cũng sẽ nách mấy ông. Ủa né sập kêu luôn kìa. Mày né đánh thường. Mày né đánh thường hộ tao một cái. Mày đánh thường hộ tao một cái. Ủa cái gì nữa vậy? Nắm tin nè. Mày. Má, đọc cái rút nhiều quá. Cái
gì mà trên đường đi lượm đồ mà cũng trúng mấy con yêu quái nhìn nhện gì nữa. Anh ngày trước có coi tay vũ khí không? Ít coi đó mọi người, vì thời gian đó tôi đi bắn tử luôn. tại vì cái thời gian đó là cái thời gian tôi đi bắn tử, nó chiếu thường 5 giờ chiều, ít khi tôi coi, tôi còn tiếp đi học thêm nữa. Ít khi coi đó mọi người. Nói mà tuổi thơ của tôi là tuổi thơ của tôi thì nó chỉ đi bắn tử là chính thôi, còn ở nhà ít coi lắm. Từ lúc mà tôi vô tới điện tử là cuộc đời tôi nó đâu cùng tuổi thơ đâu. Gì nữa vậy? Đúng rồi, cốt truyện vô tự hiểu chứ. Tôi vô tôi trải nghiệm gameplay rồi chứ mẹ nó lạc rồi mấy ông ơi, mẹ với tôi. Tôi bị lạc rồi ông ta, đúng không vậy? Tôi đi đúng đường như vậy. Làm đi xuống đường này đúng không? Em đi xuống đường này giờ chạy thẳng thôi. Đi hồi lúc nó lạc luôn á. Đây là chỗ lửa đúng không? À đi tới lửa là lửa là đường đúng không? Linh vận ui nó phun độc à, đi rồi mà nó phun độc tôi rồi mấy ông nội ơi, nó phun độc rồi cũng đỉ sờ nét này mẹ em áp động quá. Lửa chỗ thằng bức tượng ấy hả? Nó đi hồ đi lạc luôn mấy ông, mà đi hồ lạc luôn, cái này quýnh thông quái luôn mấy ông. Rồi đi vô vô cái đền hấp thụ đâu, cái đền phan lấy cái con thu hồi lên hồn. A à, đây à đây nè, đâu cần chạy tới chơi về nhà đâu. Ủa là sao? Cái này là sao mọi người? Cái này là sao? Cái này là sao? Lấy skill là sao?